Nhiều phụ huynh khá bất ngờ khi sau 3 năm con theo học chỉ được trường cấp chứng nhận bảng điểm chứ không có chứng nhận tốt nghiệp. Một số phụ huynh thì đã chấp nhận tình trạng này và tìm kiếm thêm những cơ hội vào dự bị đại học ở một số trường quốc tế cho con. Nhà trường cũng nên tư vấn cho kỹ hơn là hai cấp độ này sau này khi đầu ra sẽ là Waze và General. Và Waze General nó khác biệt nhau ở như thế nào và những trường đại học nào sẽ chấp nhận Waze và những trường đại học nào họ không chấp nhận General thì cũng phải rõ để cho phụ huynh họ nắm hết. Đại diện nhà trường cho biết trước khi học sinh vào trường đã được tư vấn rõ về hai trường hợp cho học sinh theo học tại đây. Nếu học sinh đạt điểm lấy bằng tốt nghiệp Waze theo chương trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tây Úc thì có thể vào các trường đại học. Nếu không đủ điểm tốt nghiệp thì trường chỉ cấp bảng điểm. Trong quá trình để xác định mục tiêu cho con thì phụ huynh được nhà trường là tư vấn rất kỹ về cái chương trình đào tạo quốc tế. Thì để định hướng cho con đến với quốc tế thì người ta đi thẳng con đường, chứ nửa chừng mà quay lại cái chương trình giáo dục Việt Nam thì rất là khó và không có thể nào hòa nhập được. Chúng tôi sẽ phải kỹ hơn trong khâu tuyển sinh để mà rà soát về cái yêu cầu của phụ huynh và gia đình, rồi để cảnh báo với phụ huynh sớm hơn để họ có sự chuẩn bị cần thiết. Theo các chuyên gia, phụ huynh cần xác định rõ con đường cho con mình theo học đại học trong nước hay quốc tế ngay trước khi các em bước vào ngưỡng cửa học lớp 10. Vì các chương trình đào tạo quốc tế và cách tính điểm cũng như bằng tốt nghiệp rất khác với chương trình trong nước. Chúng ta cần lưu ý ở một số hệ thống giáo dục khác ấy, điểm đậu có thể là 70% hoặc là 80%, thậm chí là 85%, tức là cái điểm mà lẽ ra là phải là điểm giỏi trong hệ thống giáo dục Việt Nam thì mới là điểm đạt trong một cái chương trình quốc tế. Do vậy là học sinh cũng cần biết rõ về điều này. Có gần một nửa số học sinh không đủ tiêu chuẩn đạt cấp bằng tốt nghiệp Waze, số còn lại chỉ đạt công nhận, gọi là General, công nhận đạt một số điểm nhất định. Hầu hết các trường đại học trong nước cũng sẽ không tiếp nhận tuyển sinh, thậm chí ngay cả các trường cao đẳng cũng từ chối. Theo các chuyên gia, các trường cần phải tư vấn rõ để phụ huynh hiểu ngay từ đầu, tránh tình trạng sau 3 năm theo học, đi cũng dở, ở không xong.